chào mọi người, chúc mọi người một ngày làm việc và học tập hiệu quả. Trên màn hình là hình ảnh của khu đô thị Vinhome Grand Park. Vinhome Grand Park là dự án khu đô thị thông minh kiểu mẫu bậc nhất tại Việt Nam, tọa lạc tại phường Long Bình và Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức. Dự án được quy hoạch trên tổng thể diện tích rộng 271 ha, bao gồm 71 tòa tháp với chiều cao từ 25 đến 35 tầng, cung cấp cho thị trường hơn 44.000 sản phẩm bất động sản các loại. Dự án gồm nhiều phân khu, trong đó có 3 phân khu của Vingroup, The Rainbow, The Origami và The Manhattan. Phân khu Mastery Center Point bao gồm 10 tòa, do Vin đã bán lại cho Mastery Homes. Mastery Homes đảm nhận thiết kế và phát triển khu này. Vinhome Grand Park là chuỗi hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp, mang tầm quốc tế, với công viên ánh sáng 36 ha, hệ thống trường học Vinschool, chuỗi siêu thị Vinmart, bệnh viện quốc tế Vinmed và xe bus điện VinFast, cùng nhiều tiện ích khác. Cách trung tâm thành phố hơn 20 km, người dân có thể di chuyển đến dự án từ trung tâm thành phố bằng xa lộ Hà Nội, vành đai 2. Trong tương lai sẽ có tuyến vành đai 3 đi ngang dự án. Ngoài ra, hiện tại chủ đầu tư Vingroup đã đầu tư một tuyến bus điện kết nối Vinhome Grand Park với trung tâm thành phố, giúp cư dân di chuyển dễ dàng hơn. Phía đông dự án tiếp giáp sông Đồng Nai, phía tây giáp đường Nguyễn Xiển, phía bắc giáp với đường Phước Thiện, phía nam thì giáp với sông Tắc. Với vị trí phong thủy thuận lợi, không khí mát mẻ trong lành được điều hòa bởi hai con sông lớn là sông Tắc và sông Đồng Nai, mang đến môi trường sống lý tưởng cho cộng đồng cư dân. Hiện tại một số phân khu đã hoàn thiện và đã có cư dân về sinh sống đông đúc. Khu đô thị này cũng có an ninh cao, đảm bảo an toàn cho cư dân khi sống trong khu đô thị. Sau khi hoàn thiện đầy đủ, khu đô thị Vinhome Grand Park sẽ là một trong những khu đô thị đẳng cấp, đẹp và đáng sống tại Việt Nam. Mọi người hãy like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo về đô thị tại thành phố trong tương lai. Video về dự án Vinhome Grand Park đến đây là hết. Nếu video có điều gì sai sót, mọi người hãy bình luận phía dưới để kênh làm tốt hơn trong tương lai.